đây là nay mình đã đến review cho các bạn ngày hôm nay Việt Nam thi nhá. Ở đây trước cổng vào đấy là có tất cả các quán ăn của các nước đó. Nhật này, Việt Nam đều có nha. Quán ăn của các nước. Từng nước một đều có. Đấy, hôm nay mình quay trực tiếp cho các bạn xem. Đấy các nước nhé, nước nào cũng có các bạn nhé. Không, chỉ quay UTV thôi. Đây, mấy chị em đi thì đi xem. Chào tất cả mọi người. Đấy. Hôm nay là Việt Nam đến, mọi người đến cổ vũ cho Việt Nam đấy. Mấy chị em. Đây là được ăn miễn phí các bạn nhé. Đây, ăn miễn phí này, các bạn thích ăn cái gì thì ăn, của từng nước một. Chào. Mọi người cùng cổ vũ cho đội của Việt Nam mình chiến thắng nha. Đây là tà áo tung bay. Toàn tà áo tung bay, tung bay, tung bay, tung bay. Đây các bạn ạ, đây bây giờ là đến giờ nghỉ nên là chuẩn bị vào 4 giờ là bắt đầu thi đấu. Thì bây giờ đây tất cả các chiến sĩ, các là nước ngoài ở quân này. Đấy. Nổi như chân đầu. Thôi. Đâu, cùng với Thanh Cao VTV nhá, chuẩn bị 4 giờ là thi đấu. Còn mọi người chia sẻ nhá. Còn mấy tiếng nữa? Mọi người chia sẻ mạnh lên nhá. Chia sẻ mạnh lên các nhóm nhá. Thanh Cao VT nhá. Thanh Cao VTV đấy, mọi người cổ vũ cho Thanh Cao VTV. Bên đấy á, bên đấy là khán đài á. Bây giờ là đang giờ nghỉ giải lao thì để chuẩn bị vào thi đấu. Hôm nay thì là mở màn đẹp đúng không? Rồi thôi được rồi, tiếp vào đấy thì bây giờ nghỉ giải lao để ra đây là cái chỗ là cung văn hóa, có từng nước